Viện Hàn lâm Khoa học Nga cảnh báo trái đất sẽ xuất hiện những cơn bão từ mạnh nhất trong 20 năm qua. Cảnh báo được đưa ra sau khi các nhà khoa học ghi nhận 4 vụ nổ năng lượng liên tiếp ở cấp độ X, cấp độ cao nhất trên mặt trời vào ngày 10 tháng 5. Cơn bão từ được dự báo có thể ở cấp 5, cấp cao nhất. Trước đó, các cơn bão từ thường chỉ ở cấp 3 hoặc 4 và chưa từng có cấp 5 xuất hiện trong 2 thập kỷ qua. Bão từ hay còn gọi là bão mặt trời là sự xáo trộn trong từ trường trái đất do hoạt động của mặt trời gây ra. Hiện tượng này có thể dẫn đến dao động từ trường, gây ra những gián đoạn ngắn trong việc điều hướng và liên lạc trong không gian. Mặc dù chưa có nghiên cứu đầy đủ về ảnh hưởng của bão từ tới sức khỏe con người, song các nhà khoa học khuyến cáo những người nhạy cảm với thời tiết nên nghỉ ngơi hợp lý, tránh căng thẳng và làm việc quá sức, cũng như theo dõi sức khỏe của mình và nếu cần hãy tham khảo ý kiến của bác sĩ.